Rồi hôm nay Trần sẽ giao lưu với mọi người cây mai cúc rinh lùm. Cái này hiện tại là nó cao 1 mét, có mạch hoa trên cây luôn, vẫn có mạch hoa. Này nó nở ra hoa rất là quái cái hoa này, mọi người nhìn nó quái cái hoa lại. Đó. Nó nở như hoa hồng luôn, nó có một cái chùm bên trong nữa này. Đó. Này hoa này nó búp nó to. À, mấy cái hoa này nó gần tàn rồi này. Tôi trình ghép đây cho mọi người xem này. Chùa hoa này nó lay hoa kiểu gì mà nó to lắm mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? To gần 4 ngón tay luôn này. Quá bự luôn. Cúc mà to như thế này là rất là hiếm nha mọi người. Và cái này trình báo giá nhanh luôn là giá 900 ngàn nha mọi người. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Ai có thích cái này thì liên hệ trình để sở hữu. Tây tàng dâm chi là nó điều tứ diện. Chung cây thì nó trình đỡ tự nhiên chứ không có đi game nạp ha. Đó, đỡ tự nhiên luôn. Hoa nhìn nó rất là quái. Không. Nụ nó này, nụ to này. Gần như ngón tay cái luôn rồi. Mấy cái này là nó xếp bung rồi. Chung cũng bấm cua lại bớt rồi. Đó, đây có một bộ cua gốc đớ nó đàng hoàng. Đó, cua gốc đớ này không. Cái lâm mà có cái cua đớ như thế này là mình đã chọn lọc hết rồi nha mọi người. Chứ cây mà không có cua đớ thì bán giá nó cũng không được cao đâu. Nói chung là tùy theo gu mọi người. Mọi người thích là có nhiều người thích là tàng thùng rộng với lại là cốt và to, không cần cua đớ. Còn riêng bên mình thì mình thích cây có cua đớ hơn, nên mình chọn lọc những cây cua đớ để mà giao lưu với mọi người nha. Còn những cây mà không có cua đớ thì trình cũng xe hết. Đó. Người không, cua đớ nó dắt ngang, cây này tương lai là tạo thành một bộ cua đớ rất là đẹp. Đấy. Mọi người mua về thay đất rất là nhanh lớn nha mọi người. Nhanh lớn mà được cái giống hoa nữa nữa. Đó. Lấy mầm, lấy bo mình ghép 900 ngàn một cây cây cúc rin này. Cúc rin bông to, mạch hoa nó có. Không. Bông nó to kinh khủng luôn. Đó, 900 ngàn là giá trình không có giảm này nha mọi người. Đó, hoa nào hoa nấy nó cũng bự chả bé lửa luôn. Đó. Hoa kinh khủng luôn. Rồi, mọi người có thích cái này thì alo trình để sở hữu nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha.